Xin chào mọi người, lại là tớ đây. Video ngày hôm nay sẽ là về bộ son mới ra của nhà Lemonade. Trong video này tớ cũng sẽ giveaway các em son tớ swatch trong video này luôn. Thế nên là hãy xem tới cuối để còn chọn màu nhé. Trong diện mạo mới lần này thì Lemonade khoác lên mình một bộ áo khác hoàn toàn với concept đáng yêu từ trước tới giờ. Packaging nhìn rất là tây, trông giống hệt một thỏi son Âu Mỹ. Cá nhân tớ thì thích bao bì lần này hơn bởi vì nhìn tối giản và sang trọng hơn. Bắt đầu với thỏi son đầu tiên, My Control là một tông nút cam có pha chút vàng. Tông nút này của Lemonade thì không bị bợt và rất là hợp với da châu Á chúng mình. Tuy nhiên vẫn nên make up nhá nhá một chút với màu son này nhé. Ở đây có ai giống mình là cực kỳ ghét son kem lì không? Bởi vì trước giờ ấy, mình dùng son kem lì để bong chóc môi rất là nhiều vào cuối ngày. Cũng như là son kem lì thường rất là nặng môi. Thế nên là khi bộ son này mới ra mắt thì ban đầu mình cũng không mặn mà lắm đâu. Nhưng mà đến khi mà trải nghiệm thì thật sự là em ấy đã khiến mình phải wow. Phải nói đây là lần đầu tiên mà mình có cảm tình với một chất son kem lì đến như thế. Em này lên màu đậm và cực kỳ nhẹ môi. Sau tầm 5-10 giây thì son sẽ bắt đầu set lại. Vẫn dư giả thời gian cho chúng mình có thể thao tác đánh son theo ý muốn. Chất son này khi mới thoa thì sẽ rất là lỏng, độ lên màu tốt, che phủ được nền môi tối màu. Thật ra ấy, ban đầu mình cứ tưởng là bạn này và dòng One It Got It là một cơ. Nhưng mà đến khi dùng thì mới biết đây là hai chất son khác nhau. Nếu như để so sánh thì bạn son lần này có phần đặc hơn One It Got It một tẹo, nhẹ môi hơn. Và điều quan trọng nhất đó là bạn này không bị để lại tin hồng. Màu mà tớ đang swatch là màu số 2, Forever Young, là một tông cam hồng nút. Cũng khá là tương tự với màu số 1. Nhưng mà nếu mà cho tớ chọn thì chắc là tớ sẽ chọn màu số 2, bởi vì màu này thì sẽ hợp với da của tớ hơn. Tớ cảm thấy là mấy tông nút của nhà Lemonade thì đánh phun môi cũng không bị già ấy. Trong video thì tớ chỉ đang dùng cái chống nắng này, kẻ mắt và kẻ mày thôi. Đánh mấy màu này thì tớ cũng không thấy bị nhợt nhạt gì cả, khá là ok. Tiếp theo là màu số 3, Angel Wings, là một tông đỏ cam nâu. Trong màu son này thì sắc cam sẽ chiếm chủ đạo. Màu son không kén da, chỉ hơi kén men răng nhẹ chút xíu thôi. Tổng thể thì đây vẫn là một màu dễ dùng, nên là thích là có thể nhích luôn. Bạn son kem lì này thì không bị bám quá chặt vào môi, nên là mọi người có thể thấy là son không hề làm lộ vân môi của tớ một chút nào hết. Nếu đánh phun môi ấy, thì nhìn còn kiểu mờ rãnh môi trông cực kỳ đỉnh luôn. Có một tips tớ mới phát hiện ra khi đánh bạn son này, đó là khi mọi người đã đánh son xong rồi mà mọi người muốn son set lại nhanh hơn thì mọi người có thể bặm nhẹ môi một chút thì son sẽ nhanh lì hơn đó. Mùi son của bạn này thì cũng không đáng lo ngại đâu, bởi vì gần như em ấy cũng không có mùi gì lắm. Tớ phải đưa sát mũi ngửi thì mới thấy một cái mùi kem thoang thoảng, nên là các bạn mà dị ứng mùi hương cũng không phải lo nhé. Cũng chia sẻ thật thì tớ là một người cũng không phải quá thích son tông cam. Tớ cảm thấy là bộ sưu tập lần này màu sắc chưa được nhiều lựa chọn cho lắm. Mong là Lemonade có thể bổ sung những cái tông mận, những màu son trầm đậm hơn để phù hợp với mùa thu đông sắp tới. 04 Super Strong là một tông cam nâu đỏ. Màu này thì sẽ có nhiều sắc nâu hơn 03, thế nên là sẽ trầm hơn một tẹo. Đánh nhẹ một lớp lòng môi thì nhìn vẫn rất là nhẹ nhàng và dễ dùng. Nói qua một chút về độ bám ấy thì bạn này bám khá là tốt. Tớ có đánh bạn son này và ăn một bữa lớn thì thấy là son không bị trôi đi nhiều. Nếu như mọi người ăn đồ không quá dầu mỡ, son này thì sẽ hơi dính nhẹ ra bát đĩa một chút và bạn này thì sẽ không có lớp stain màu nhá. Tớ muốn nhờ mọi người một chút là trong video ngày hôm nay thì tớ có thử nghiệm một cái ánh sáng mới. Nếu mọi người thấy ánh sáng này hoặc là video có điều gì chưa ổn thì hãy góp ý bên dưới cho tớ biết nhá. Tớ rất là muốn lắng nghe ý kiến của mọi người để có thể cải thiện các video sau. Chùm cuối không bao giờ làm mình thất vọng. Màu số 5 là một tông đỏ nâu ấm, không giống BR25 hay là Black Rue A12 đâu. Màu này nhìn sẽ kiểu tây hơn và ít đỏ hơn hai màu kia. Nhưng mà nói chung thì đây vẫn là một cái màu son rất tôn da và tôn răng. Mọi người rất là nên thử em này nhá. Để kết luận lại thì đây là chất son tớ thích nhất của nhà Lemonade. Thế nên là tớ rất mong chờ những cái version sau sẽ có nhiều màu lạ hơn và đặc biệt hơn nữa. Và nếu đã xem tới tận đây rồi thì đừng quên tham gia giveaway. Thể lệ tớ sẽ để dưới phần mô tả và hãy nhớ tham gia nhé. Mọi người, vừa rồi thì là phần review và son màu của tớ về cái dòng son của Lemonade này. Thì thật sự tớ cảm thấy là cái chất son này rất là tuyệt vời luôn. Và bởi vì trong cái video ngày hôm nay tớ có thay đổi một cái ánh sáng khác, thế nên là nếu như mọi người cảm thấy cái ánh sáng này ok thì hãy comment bên dưới cho tớ biết. Hoặc là không ok ở điều gì đó thì hãy comment cho tớ biết luôn để tớ có thể là sửa cho video lần sau. Tớ biết là tớ thì những cái phần son màu của tớ thì đôi khi nó không được chuẩn, nên tớ đang cố gắng là thử rất là nhiều ánh sáng khác nhau để tìm đến một cái ánh sáng ok nhất. Thế nên là nếu như mọi người có bất cứ góp ý gì đó thì hãy comment bên dưới để tớ có thể tiếp thu nhá. Ok, còn bây giờ thì video sẽ kết thúc tại đây. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi đến tận đây.
Và bây giờ thì bye bye.